bên phía trung tâm viễn thông ạ, sẽ liệt kê tên tuổi của anh vào danh sách đen ạ. Và sau này anh không có thể đăng ký được bất kỳ số điện thoại nào ở tất cả các nhà mạng trên toàn quốc ạ. Và anh phải chịu trách nhiệm, và anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những người thuê bao là 0946. Ồ, thế hả anh? Alo. Dạ, ủa, à, nhưng mà anh là bên cơ quan nào anh? Em ở bên trung tâm viễn thông đây. Viễn thông, trung tâm viễn thông ở đâu anh? Dạ. Dạ, 40 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, quận Hải Châu thì có anh ạ. À, anh cho em xin tên của anh. Tên của em là Lê Minh Tiến anh ạ. Lê Minh Tiến, ừ, tôi đang tra trên hệ thống Lê Minh Tiến đúng không anh? Dạ. Ừ. Dạ, anh chỉ rồi. Anh là đơn phòng công tác ở phòng nào anh?